Năm con giáp được thần tài ghé thăm tận nhà trong ngày mùng 10 tháng 2 âm lịch năm 2024, giàu có hơn người của cải nhét chật két. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh Đạo sĩ Tử Thông. Quý vị thân mến, nếu quý vị cầm tinh những con giáp này thì các bạn sẽ có một ngày mùng 10 tháng 2 âm lịch vô cùng là may mắn. Mua hàng thì nhận được phiếu giảm giá, đi làm thì có lời khen ngợi của cấp trên. Hơn nữa, các bạn sẽ nhận được những khoản tiền thưởng từ ban lãnh đạo công ty. Đây cũng chính là cái phần quà xứng đáng cho những cái nỗ lực cống hiến không ngừng nghỉ của các bạn trong suốt thời gian vừa qua. Đối với những người làm ăn kinh doanh thì các dự án hợp tác làm ăn lớn nhỏ đều công thành danh toại, đem về cho những con giáp này một khoản tiền lời lãi đáng kể. Nếu mà cố gắng hết mình thì từ nay đến cuối năm cuộc sống của các bạn sẽ sung túc đủ đầy, cuộc sống gia đình thì hạnh phúc, tiền bạc thì dư giả nên các con giáp này hãy hoan hỉ mà nhận lộc trong ngày hôm nay. Một lần nữa xin được chúc mừng tất cả những con giáp may mắn có tên trong ngày mùng 10 tháng 2 âm lịch ngày nhâm ngọ, đó chính là những tuổi sau đây. Quý vị thân mến, cục diện đầu tiên chúng ta biết là gì? Trong cái ngày nhâm ngọ chúng ta có ngọ mùi là nhị hợp, vì thế mà những người tuổi mùi sẽ là con giáp may mắn đầu tiên trong ngày hôm nay. Thưa quý vị, những người tuổi Mùi sẽ gặp nhiều cái may mắn trong ngày hôm nay. Các bạn nên tin tưởng vào bản thân và chủ động nắm bắt lấy cơ hội, không nên để những lo âu, muộn phiền tự ti khiến cho bản thân mình bị lùi bước. Lại được cục diện ngọ mùi nó nhị hợp nó trợ vận. Đây cũng là cái thời điểm thích hợp để bản mệnh hợp tác với bạn bè, với đồng nghiệp. Nhờ có sự đoàn kết nhất trí giữa mọi người mà công việc sẽ trở nên dễ dàng hơn rất nhiều hơn thế nữa nhân duyên thì hài hòa nó cũng sẽ giúp cho những con giáp này có cơ hội gặp được quý nhân được quý nhân chỉ đường dẫn lối giúp cho sự nghiệp được thuận lợi may mắn bên cạnh đó cái chuyện hợp tác làm ăn cũng sẽ đem tới nhiều cái lợi ích cho những con giáp này à, các bạn có thể làm quen được với nhiều cái đối tác khách hàng để triển vọng giúp các bạn kiếm được tiền về đầy trong túi nếu mà có ý tưởng kinh doanh nào mới, thì các bạn nên mạnh dạn để mà triển khai. Dù có thể các bạn sẽ phải vất vả hơn nhiều, lo âu hơn nhiều, song tương lai của các bạn lại cực kỳ là bừng sáng và đầy triển vọng. Bên cạnh đó, cục diện ngũ hành nó tương sinh, ngọ hỏa sinh cho mùi thổ, nó cũng sẽ giúp cho cái vận trình nhân duyên của những người tuổi 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 mùi được khởi sắc rực rỡ, được cái cát tinh nó chiếu mệnh con râm này dễ trở nên nổi bật trong mắt của những người xung quanh những người độc thân thì cũng dễ nhận được những lời bày tỏ ngỏ ý làm quen từ những người khác giới các bạn nên mở lòng mình và thử cho người khác một cơ hội xem sao bên cạnh đó để gia tăng thêm cái may mắn tài lộc cho mình ấy, thì những người tuổi mùi trong thời gian này hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân hợi mão mùi để được trợ vận hộ thân Vòng đã được các thầy khai quang, chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị có liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi mùi, đó là con giáp may mắn đầu tiên. Tiếp theo con giáp may mắn thứ hai trong ngày mùng 10 tháng 2 âm lịch ngày nhâm ngọ thì không ai khác đó chính là những người tuổi dần. Những người tuổi dần được cục diện là dần, ngọ, tuất là tam hợp. À, vậy nên những người tuổi dần được cục diện tam hợp quý nhân nó che chở nó giúp đỡ cái vận trình thì khởi sắc và dần đi vào cái sự ổn định lại được nguyệt lệnh nó ủng hộ nữa vậy nên là công việc nó tiến triển một cách thuận lợi hơn trước rất là nhiều có thể các bạn sẽ được giao cho những cái trọng trách quan trọng nào đó và các bạn hãy nỗ lực để thể hiện đảm bảo sẽ được đánh giá cao và con đường sự nghiệp cũng như là con đường làm giàu đang mở ra trước mắt bên cạnh đó cái phương diện tài chính cũng có những cái chuyển biến tích cực chính tài thì tăng nhẹ, thứ tài cũng được khởi sắc theo, có thể mạnh dạn tiến hành đầu tư mở rộng kinh doanh với những ai mà đang có ý định khởi nghiệp thì đây cũng là cái thời điểm phù hợp. tuy nhiên làm gì thì cũng cần phải hết sức cẩn thận và tính toán một cách kỹ càng để hạn chế những sai sót không đã có. thêm nữa trong ngày hôm nay thì sức khỏe của những người tuổi dần cũng đi vào sự ổn định, thể trạng tốt. À, tuy nhiên trong thời gian này cái khí lực nó có phần hư hao, nó thường cảm thấy là chóng mặt uể oải người như không còn sức nữa. Bên cạnh đó, cái vận trình tình cảm của những người tuổi dần thì cũng được khởi sắc, tình yêu của những người tuổi dần thì được thăng hoa, nhân duyên thì khởi vượng, có lợi cho những người độc thân tìm kiếm cái nửa kia ưng ý. Đời sống hôn nhân cũng được cải thiện một cách đáng kể, vợ chồng thì có thể tính đến cái chuyện là uh, sinh con hay là mua nhà, mua xe vân vân đó. Và để gia tăng thêm cái may mắn tài lộc cho mình ấy, thì những người tuổi dần cũng hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam học quý nhân, dần ngọ tuất để được trợ mệnh hộ thân. Vòng nữa được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi dần. Đó là con giáp may mắn thứ hai. Tiếp theo, con giáp may mắn thứ ba mà Tử Thông muốn chia sẻ cùng quý vị và các bạn trong chương trình ngày hôm nay thì không ai khác đó chính là những người tuổi Tuất. À, kính thưa quý vị, nói chung ấy, trong cái ngày mùng 10 tháng 2 âm lịch ngày nhâm ngọ thì những người tuổi tuất cũng được cục diện là dần, ngọ, tuất là tam hợp. Vậy nên những người tuổi tuất thì mưu sự dễ thành, công việc thì có cái bước tiến triển tốt đẹp, hứa hẹn sẽ đạt được cái sự kỳ vọng của bản thân cũng như là của lãnh đạo, đồng nghiệp hay là những người thân trong gia đình nhà mình. Được cục diện quý nhân tam hợp nó nâng đỡ, vậy nên những người tuổi tuất tiến hành việc gì cũng gì sẽ cảm thấy là trôi chảy hơn, thuận lợi hơn kiên trì tới cùng thì sẽ gặt được cái kết quả như ý muốn có điều trong thời gian này thì không được nguyệt lệnh nữa ủng hộ nó gây ra không ít những cái sức ép về tinh thần khiến cho những người tuổi tuổi tuất phải suy nghĩ và hành động thì đôi khi nó hơi thái quá một chút khó có thể kiểm chế được cái cảm xúc của mình từ đó dẫn đến cái thái độ ngạo mạn hành sự thì đại khái bất cẩn đó chính là cái rào cản ngăn cản bạn đến cái thành công lớn À, thêm nữa, trong cái ngày mùng 10 tháng 2 âm lịch này ấy, thì những người tuổi tuất nói chung ấy, cái tài vận thì hanh thông thuận lợi, có nhiều cái nguồn thu bất ngờ, kinh doanh thì có lãi, đầu tư thì sinh lời, tiền bạc thì cứ rủng rỉnh trong tay. Nhờ được quý nhân tam hợp nó đưa đường chỉ lối, bản mệnh mở rộng cái quan hệ hợp tác, gặp gỡ đối tác hay là với đồng nghiệp. À, nói chung ấy những người đồng nghiệp đồng hành thì đáng tin cậy và có gì có thực lực kinh tế cái chuyện hợp tác làm ăn nó cũng diễn ra được xuân sẻ hành thâu thuận lợi một vốn bốn lời à, quý vị cứ mạnh dạn mưu sự lớn tỷ lệ thành công cao đó bên cạnh đó trong cái ngày hôm nay ngày mùng 10 tháng 2 lịch này thì cái tài lộc của những người tuổi tuất cũng khá là dồi dào tuổi tuất khá may mắn về cái vấn đề tài chính tuy nhiên cái vận may đó chỉ đến bằng cái con đường chính thống tức là gì làm ăn chân chính còn nếu mà vi phạm pháp luật thì sớm muộn gì cũng gì chuyển thắng thành bại Đó, dễ dẫn tình trạng là trắng tay chính tài của những người tuổi tuất thì cũng tương đối ổn định những người làm công ăn lương có thể đề xuất tăng lương với cái mức lương mức thưởng xứng đáng với cái công sức mà mình bỏ ra một cái bản đề nghị tăng lương đi kèm với cái thành tích cụ thể có sức thuyết phục rất là cao khiến cho gì ban lãnh đạo cũng phải nhìn nhận quý vị bằng con mắt khác xưa và để gia tăng thêm cái may mắn tài lộc cho mình ấy, thì những người tuổi Tuất cũng hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân dần ngọ Tuất để được trợ mệnh hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi Tuất. Đó là con giáp may mắn thứ ba. Tiếp theo con giáp may mắn thứ tư mà Tử Thông muốn chia sẻ cùng quý vị và các bạn trong chương trình ngày hôm nay không ai khác đó chính là những người tuổi thìn. À kính thưa quý vị nói chung ấy những người tuổi thìn trong ngày hôm nay được cục diện ngũ hành tương sinh nên là những người tuổi thìn cảm thấy rất là ổn trong cái chuyện tình cảm. À, các bạn sẽ nhận được nhiều cái lời khen ngợi từ bạn bè từ người thân, khích lệ bạn vượt qua khó khăn. Những người đang yêu thì ngày càng thêm yêu thương và nồng thắm nhiều hơn bên cạnh đó con đường tài lộc của những người tuổi thìn cũng gì may mắn không kém à, những người thủy tuổi thìn là những người suy nghĩ tích cực trong mọi chuyện tiền nong, bản mệnh luôn sẵn sàng hy sinh cái thời gian nghỉ ngơi vui chơi của mình để có một cái thu nhập tốt hơn để bớt đi cái phần nào lo lắng về cái cuộc sống bên cạnh đó à, những người tuổi thìn là những người mà sống luôn có kế hoạch đấy trong ngày hôm nay thì lại gặp được cái cục diện Ngũ hành nó tương sinh, vậy nên là cái công việc nó cũng đi vào ổn định. À, đặc biệt là những người có chức có quyền thì lại gì, càng có được cái may mắn hanh thông đó. Vì thế để ra tăng cái may mắn, do tăng cái tài lộc cho mình, thì những người tuổi thìn cũng hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân thân tý thìn để được trợ mệnh ngộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị có liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 91 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi thìn đó là con giáp may mắn thứ tư tiếp theo con giáp may mắn thứ năm mà tử thông muốn chia sẻ cùng quý vị và các bạn không ai khác đó chính là những người tuổi tỵ những người tuổi tỵ trong cái ngày mùng 10 tháng 2 âm lịch ngày nhâm ngọ thì được cục diện là tỵ ngọ mùi là tam hội nhờ có tam hội nó trợ vận nên những người tuổi tỵ thông thái hơn khi đi làm các bạn tính toán đến cái việc tham gia đầu tư vào một cái lĩnh vực mới nào đó nói chung ấy những người tuổi tỵ thì có cuộc sống rất thoải mái các bạn sẽ thoải thoát khỏi cái khó khăn trong cái tình trạng hiện tại bên cạnh đó do được cục diện ngũ hành nó tỷ hòa vậy nên trong thời gian này không còn những khúc mắc trong chuyện tình cảm nào nữa những người độc thân sẽ biết được người ta có thực sự là thích mình hay không còn những người có gia đình thì hoàn toàn hài lòng về con cái và cảm thấy rất là hạnh phúc À, trong thời gian này những người tuổi thìn cũng rất dễ trúng thưởng hoặc là nhận được những khoản tiền thưởng do thiên tài là chiếu mệnh tuy nhiên ở trong thời gian này cũng khuyên quý vị không nên đam mê vào những cái trò lô đề cờ bạc đỏ đen về lâu dài thì cũng sẽ rất có hại quý vị nên kiếm tiền bằng chính cái sức lao động của mình bỏ ra thì nó mới được lâu bền và nó mới được gì trọn vẹn cái hạnh phúc được vậy nên để gia tăng thêm cái may mắn tài lộc cho mình những người tuổi tỵ hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân tị dậu xỉu để trợ mệnh hộ thân vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi tỵ đó là con giáp may mắn thứ năm à, tiếp theo con giáp may mắn thứ sáu trong chương trình ngày hôm nay mà tử thông muốn gửi đến cùng quý vị và các bạn đúng không? đó chính là những người tuổi ngọ à, thưa quý vị Nói chung với trong ngày hôm nay thì những người tuổi ngọ được chính tài nó chiếu mệnh, nó nâng đỡ nên là công việc của những người tuổi ngọ cũng nhẹ nhàng hơn hẳn. À, trong ngày hôm nay thì những người tuổi ngọ cũng gần như đã gì làm hết các công việc và cái sự cạnh tranh, cái sự ganh đua nơi làm việc cũng không thể khiến những người tuổi ngọ bị gục ngã. Nói chung ấy, trong ngày mùng 10 tháng 2 lịch ngày nhâm ngọ này thì những người tuổi ngọ đôi khi lâm vào cục diện tự hình nên là dễ bị tủi thân buồn bã không biết chia sẻ cùng ai các bạn cảm thấy không ai có thể là khiến mình đủ tin tưởng để mà tâm sự con giáp này nên học cách cởi mở nhiều hơn để có thể có được cái hạnh phúc mà mình mong muốn thêm nữa lại được cục diện ngũ hành hỏa nó tương hòa nên là cái vận tài chính cũng khá là ổn định may mắn khi mà trong ngày hôm nay con giáp này có gì có thể được quý nhân tương trợ giúp đỡ nên sẽ giành không ít cái thành công trong cái việc buôn bán kinh doanh làm ăn vì vậy, để gia tăng thêm cái may mắn tài lộc cho mình thì những người tuổi tuổi ngọ ấy cũng hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân, dần, ngọ, tuất để được trợ mệnh hộ thân. Vào nỗi được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị có liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 chín để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi ngọ, đó là con giáp may mắn thứ sáu. À, thưa quý vị, như vậy là trong ngày hôm nay ngày mùng 10 tháng 2 âm lịch ngày nhâm ngọ chúng ta sẽ có 6 con giáp được lộc trời cho giàu sang phú quý. Đó chính là những tuổi sau đây. Một là tuổi Mùi, hai tuổi Dần, ba tuổi Tuất, bốn tuổi Thìn, năm tuổi Tỵ, sáu tuổi Ngọ. Đây là 6 con giáp được lộc trời cho giàu sang phú quý. À, rất cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo à, xin cảm ơn